Mến chào quý cô bác anh chị nha. Anh chị mình thấy cái khu nhà này có quen quá không ạ? Cô bác anh chị đã từng đi xem khu nhà này chưa? Nếu mà cô bác anh chị đã từng đi xem khu nhà này rồi, có thích khu nhà này nhưng mà tại vì cái giá bên sàn báo cao quá thì cô bác anh chị hãy gọi cho em Phương nha. Tại vì khu này em Phương cùng với lại anh Sơn bên Phú Phước Land làm chủ đầu tư thì là hai anh em có hùn vốn vào làm khu này. Đó, cho nên là cô bác anh chị mình nếu đi xem khu nhà này rồi mà có thích khu nhà này nhưng mà cái giá bên sàn báo hơi cao, tại vì em biết là sàn người ta đang chạy khu nhà của em đang từ 750 cho tới là 850 tùy căn lận, giá thì nó hơi cao một xíu cho nên là hơi khó bán đó. Hiện tại là khu này em làm 16 căn, 16 căn tổng cộng quy mô là 5.3 hecta, trong đó là em vừa làm nhà xây sẵn kết hợp với lại khu vườn sinh thái nghỉ dưỡng, hồ câu cá rồi hồ bơi luôn. Và hiện tại là em đang còn khoảng 2-3 căn gì đó. Vị trí khu nhà của mình thì nằm ngay thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An nha các bác anh chị. Để đi về lại thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ có hai đường. Một là các bác anh chị đi theo đường 824, mình sẽ về hướng cầu lớn Hóc Môn. Còn hai á, là các bác anh chị đi theo đường tỉnh lộ 10, mình về lại Bình Chánh, Bình Tân nha. Và nhà thì là nhà mới 100%, còn rất là mới của bác anh chị nha. Nhà còn rất là mới, rất đẹp luôn. Đó. Trên tường á, thì là em có dán tranh rất là đẹp nha. Anh chị nào đi xem khu nhà này rồi mà nếu thấy thích và muốn mua nhưng mà cần một cái mức giá tốt thì gọi cho em Phương. Em cam kết là sẽ để cho cô bác chị mình cái giá tốt nhất. Hai số điện thoại của em là 0982 437058 và 0934 882398. Cái nhà này em xây á, diện tích là ngang 3 mét rưỡi, dài 8, em xây là tường riêng hết nha các bác anh chị. Và cái mẫu thiết kế này là em áp dụng cái mẫu thiết kế mới nhất của 2023 luôn, cái mẫu hiện đại lắm của các bác anh chị. Nhà vệ sinh rất là đẹp nha. Phòng ngủ phía sau lấy ánh sáng, có cửa sổ lấy ánh sáng, rất là sáng luôn. Nhà rất là sáng. Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà lúc nào cũng sẽ có đầy đủ ánh sáng hết của các bác anh chị. Cái phòng ngủ phía trước cũng sẽ có cửa sổ và cửa chính để lấy ánh sáng luôn. Và ở khu này á là chỉ có cái một dãy nhà thôi, cho nên là đối diện sẽ không có nhà đối diện, mà đối diện của mình sẽ là một cái khuôn viên sinh thái, một cái khu vực sinh thái trống như thế này nè, rất là thoáng của bác anh chị ha, rất là thoáng nha. Đây là cái view trước nhà của mình đây, đó, view rất đẹp của bác anh chị ha. Ở trong này á là em có làm hồ bơi nè, em có làm một cái nhà hàng tiệc cưới 3 tầng đây, một cái nhà hàng đây. Cái nhà hàng này nó đã ngốn rất là nhiều vốn của em rồi. Đó, cái hàng nhà hàng này em làm 3 tầng nha. Khu nhà thì em làm liền kề với là nhà hàng luôn. Anh chị đừng lo, là khu này là em sẽ làm hai cổng vào nha. Một cổng vào là riêng cho khu nhà, còn một cổng vào chính là cho khu sinh thái của em luôn. Đó, hồ bơi nằm đối diện với nhà hàng của bác chị ha. Dự kiến á, là đến Tết Dương lịch, à Tết âm lịch chứ. Tết âm lịch nha, là em sẽ khai trương, em cho cái khu này nó hoạt động luôn. Là dự kiến là sẽ đón Tết, dự kiến là sẽ đón khách. Những cái gia đình ở Sài Gòn á, xuống đây là vui chơi, nghỉ dưỡng, có thể là cắm trại hoặc là ngủ lại qua đêm luôn. Tại vì em có xây mấy cái phòng mà gọi là phòng ngủ lại qua đêm á anh chị. Gọi là gì ta? Không phải là hotel mà phải là hotel nhà nghỉ. Em có xây những cái nhà, những cái phòng nhỏ nhỏ làm nhà nghỉ cho những gia đình ở xa có nhu cầu ở lại. Đó, còn nhà hàng á, thì em làm nhà hàng tiệc cưới 3 tầng. Kế bên đây là mình sẽ có một cái nhà sàn này. Cái nhà sàn này thì em sẽ làm cái nhà hàng phục vụ cho anh chị mình câu cá giải trí trên ở bên ngoài cái hồ đây. Cái hồ này em đã làm cái ban công lan can sắt rất là an toàn rồi. Em sợ là em cũng sợ đó, khi mà đưa vào hoạt động thì có em bé có trẻ nhỏ này kia này, cho nên là em đã làm em kia rất là an toàn rồi. Bác anh chị không có sợ nha. Còn cái hồ này cũng khá là sâu đó. Hồ này khá là sâu nha, và trên cái hồ này em có thả, vừa rồi em có thả vài tấn cá xuống rồi. Đó, là hàng ngày là sẽ có người cho ăn đó anh chị, đang em đang làm mấy cái bì đây là sẽ có người chăm sóc cho ăn đó, để phục vụ anh chị mình khi mà đưa vào khai thác là sẽ có cái dịch vụ là câu cá giải trí. Em cũng làm hết những cái chòi câu cá xung quanh bờ hồ rồi, rất là đẹp nha, rất là tiện nghi luôn. Còn cái nhà sàn đây thì em sẽ làm nhà hàng phục vụ nấu ăn tại chỗ luôn, mình câu cá lên cô bác anh chị mình cần nấu nướng tại chỗ á, thì bên em có đầu bếp để mình phục vụ mình nấu tại chỗ luôn, mình ngồi tại chỗ mình nhậu tại chỗ luôn, mình ăn uống tại chỗ rất là tiện nha. Đó, bên này nè, cứ cách khoảng 5 mét là em sẽ làm một cái chòi câu cá, 5 mét là sẽ có một cái chòi câu cá.
Và xung quanh bờ hồ á, là em có làm một cái ban công lan can rất là an toàn, và em chừa ra cái lối đi bộ khoảng đây, cái lối đi bộ như này anh chị cũng khá là rộng nha, lối đi bộ lên tới là 4 mét nha. Gia đình mình mà tối tối mình, nếu mà mình mua nhà ở đây á, tối tối là mình có thể là các thành viên trong gia đình có thể là dẫn ra đây này, mình đi dạo, hoặc là buổi sáng mình có thể là chạy bộ xung quanh cái hồ đây, mình tập thể dục, mình chạy 2 vòng là đủ rồi, sức khỏe rồi các anh chị, chạy 2 vòng là quá là ok rồi. Rồi còn cái dãy bên này á thì em không có làm bằng sắt mà em xây mẫu thiết kế như này, cái ban công em xây theo cái mẫu này rất là đẹp nha, em xây rất là đẹp ha. Khu này phải phải nói là nó đang ngốn của em với lại anh Sơn bên Phú Phước Land rất là nhiều vốn rồi mấy anh chị, ngốn rất là nhiều vốn nha. Hiện tại là cạn vốn là cũng do khu này đó. Đây là cái khu rất là tâm huyết của em Phương nha cô bác anh chị. Đây này, em xây những cái nơi mà có thể là cô bác anh chị có thể ngủ lại đây này. Đây này, đây là những cái phòng này ha. Có thể là tối là mình ngủ lại đây là sẽ có chỗ ngủ lại luôn, có dịch vụ luôn. Đó, còn nếu cô bác anh chị mình mua nhà ở đây á là mình sẽ được sử dụng những cái dịch vụ này, mình câu cá không có tốn phí nha, mình hồ bơi là không tốn phí luôn. Đó, về đây ở em nói thật với anh chị rất là mát. Mình ở Sài Gòn chật chật chội rồi ồn ào khói bụi, mình về đây mình thấy tự nhiên cái không khí nó trong lành, nó yên tĩnh, cảm giác yêu đời lắm anh chị. Lâu lâu mà em cảm thấy mà stress quá lại cũng chạy xe xuống đây, em vừa giám sát thợ làm này, rồi em cũng dành thời gian ra em ngồi em câu cá rất là chill, hoặc là nóng nực quá thì nhảy xuống hồ bơi bơi đó. Rồi cô bác anh chị nào em nhắc lại nha, đã đi xem khu nhà này rồi, nếu thích và đang cần một cái mức giá tốt để có thể là mua liền chọn làm nơi an cư thì cô bác anh chị cứ gọi cho em Phương 0982 437058 hoặc là 0934 882 398. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những video tiếp theo của em Phương nha. Xin chào ạ.